hầu như là kinh tế là trông một cái cây. Nhiều người giàu lên vì cây, làm nhà lầu, mua xe hơi cũng ở cây, con cái ăn học, mọi cái. Thì từ cái kinh tế cây thì nó cũng dẫn đến là cái xã hội nó cũng được bình ổn. Tôi đây là nghề rồi, sáng ra đã cây, còn tối cũng cây, nó không cứ. Thế nên là nó mới tạo ra được những cái tác phẩm đẹp mà chỉ có Nam Điền. Đấy, ví dụ như cây xanh Nam Điền là được công nhận là cây thương hiệu. Còn lại là chủ yếu là theo thị trường. Hiện tại thì các cái cây tùng La Hán, rồi là các cái cây xanh cổ, xanh Nam Điền cổ ấy vẫn là thị trường giao dịch nó vẫn là rất là tốt. Lên chậu là phải cái việc đầu tiên là phải căng cái bầu cho nó vừa cái chậu. Thứ hai là đo cái chiều cao, cái độ cao của nó phải đạt nhau, và cái cây đã cây trực là phải tâm.